cùng chúc cho đội năng động ghi được thật nhiều điểm trong trò chơi hôm nay. Và sau đây chúng ta sẽ làm quen với đội Tèo Tèo Thứ Tự. Dạ, xin trước hết thì kính chào tất cả quý vị, các anh chị và các bạn. Và sau đó xin kính chào anh Minh Tâm. Trước tiên tôi là Hồng Trang, là đội trưởng của nhóm. Trong nhóm tôi chuyên trách về phần kịch bản và dàn dựng cho nhóm. Hôm nay rất mong là tất cả mọi người sẽ ủng hộ cho hai đội chơi của chúng tôi, để chúng ta sẽ có một buổi giao lưu và rất là vui và rất là hào hứng. Còn tôi là Mộng Trang, là thành viên của nhóm Tèo Tèo Tí Tẩn, chuyên chuyên về phục trang cho nhóm, những phục trang quái dị nhất. Và đây là nhóm tôi. Tôi là Phương Thảo, trong nhóm tôi chịu trách nhiệm về âm nhạc, đặc biệt nhóm tôi chỉ sử dụng âm nhạc dân ca. Còn tôi là Hoàng Minh Phi, tôi giao một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là đi kiếm show cho các bạn diễn. Dạ, có lẽ tất cả quý vị đều thắc mắc là tại sao mọi người chuyên trách cho một nhóm của diễn viên đâu. Và xin giới thiệu đây cũng chính là diễn viên luôn. Rồi, nhẹ và hiệu quả phải không? Vừa là diễn viên, vừa là kiếm show cho diễn luôn, phục trang luôn. Các bạn rất là hay. Mong rằng tất cả các bạn sẽ đến với chương trình này và đem tới bằng tất cả khả năng của hai đội, sẽ tạo cho chương trình của chúng ta hôm nay một những giây phút hết sức là vui tươi và sinh động. Chúng ta chuẩn bị bước vào vòng 1 của trò chơi chung sức. Và các bạn biết giá trị của mỗi điểm thưởng trong trò chơi này là 10.000 đồng. Cố gắng đi thật nhiều điểm nhé. Hai đội trưởng sẵn sàng, xin mời. Bắt tay nhau nào. Chúc hai bạn may mắn. Ở vòng 1 có 2 câu hỏi. Đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này đã được khảo sát 100 người. Có 8 câu trả lời của nhiều người đã được chọn làm đáp án. Số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng tình với nó. Hai bạn sẵn sàng nhé. Danh quyền ưu tiên cho đội mình. Tập trung cho thật nhanh nhé. Trả lời cũng cho nhanh nhé. Bạn hãy bất chợt kể tên một loại cá mà người ta thường chế biến thành các món kho. Mời bạn. Cá lóc à? Cá lóc. Dạ. Bạn biết kho cá lóc không? Dạ biết. Cá lóc. Hay quá. Chắc là bạn kho cá ngon lắm rồi, bạn trở lại vị trí. Bạn hãy cho biết một loại cá mà người ta có thể dùng chế biến từ các món kho. Cá rô. Cá rô. Cá rô, cá lóc kho, cá rô kho còn ngon hơn. Cá rô. Hay không? Bạn biết kho cá không? Dạ biết. Thường thường thì bạn kho cá cá gì? Dạ cá kèo. Cá kèo. Dạ. Kho cá kèo làm sao mà phải chế biến sơ sơ. Dạ kho cá kèo với rau răm. Cá kèo bỏ rau răm vô ngon. Dạ. Cá kèo. Hay lắm. Còn bạn, bạn đi kiếm show cho nhóm diễn rồi, kho cá không? Dạ không. Kho cá. Thế bạn có ăn cá kho không? Dạ cũng thỉnh thoảng. Bạn thấy là người ta thường hay dùng loại cá gì để chế biến thành các món kho? Cá ngừ. Cá ngừ. Cá ngừ, bạn thích ăn cá ngừ kho chắc hả? Thấy ở nhà hay ăn chứ không ăn. Cá ngừ. Hay lắm. Còn cá gì để kho nữa? Kho. Trang là Trang dưới quê nên rất là nhiều món kho. Mà để chọn cái kho nào? Quê bạn ở đâu? Dạ ở Bến Tre. Bến Tre. Dạ. Bến Tre người ta kho cá với gì? Kho cá với nước màu dừa. Dạ. Loại cá gì ở dưới Bến Tre hay kho? Thì nãy Trang nói là cá lóc và mẹ thường kho cho Trang ăn nhất nè. Cái thứ hai là để coi cá lồng tông. Cá lồng tông. Cái lồng tông kho làm sao? Một loại kho khô rồi kho tiêu rất là ngon. Bỏ tiêu nhiều. Dạ. Tóp mỡ vô. Ăn với cơm, cái đồ mà ăn với cháo trắng cơm rất là ngon. Cơm nóng gì ngon hết. Dạ. Cá lồng tông. Ngon nhưng mà không có điểm. Dạ. Ngon nhưng mà không có điểm. Bởi vì trong cuộc khảo sát của chúng ta nhiều người không nghĩ đến cá lồng tông. Nào mời bạn. Theo tôi đó là cá hú. Cá hú. Một loại cá dùng để kho. Bạn Hồng Trang nói là cá hú. Đội năng động được quyền hội ý. Bạn hãy cho biết một tên một cái loại cá thường để kho, dùng để chế biến các món kho. Dạ, cá thu. Cá thu. Cá thu. Các bạn xem ở trên bảng có mấy điểm? Có 79 điểm. 79 điểm có thể thuộc về đội năng động nếu bên kia đáp đúng. Mời đội năng động. Các bạn có đáp án chưa? Có rồi. Sẵn sàng với đội trưởng. Bạn vừa cung cấp cho đội trưởng món gì, cá gì đấy? Dạ, Lan cung cấp là cá bóng ạ. Cá bóng. Còn bạn? Dạ, em cung cấp là cá... cá ngừ ạ. Cá ngừ. Bạn cung cấp cho đội trưởng món cá gì, con cá gì để kho đấy? Dạ, cá bóng ạ. Cá bóng. Cá bóng với cá ngừ đội trưởng. Cá bóng ạ. Cá bóng. 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 Cá bóng
Chị biên ca múa khò. Đố năng đủ, nói cá bóng, nói cá bóng. Chắc là cá bóng, các bạn cũng nghĩ là cá bóng hả? Dạ. Vậy thì tặng điểm cho bên đây phải không? Cá bóng. Đúng rồi, 87 điểm thuộc về đội năng động. Rồi, thứ 5, thứ 7, thứ 8. Mời các bạn nói thử. Không có điểm nhưng mà nó chơi cho vui. Đáp án thứ 5. Đó, nãy cho nghĩ sao cái cá lồng tông là cá bóng, là cá bóng dừa, cá bóng cát, nhiều bóng lắm mà. Giờ không biết còn gì nữa. Không biết còn gì nữa. Đáp án thứ 5. Nhớ chưa? Dạ, nhớ cái cá trê khó ngon, rất ngon nha. Số 7. Bây giờ cá cơm như dễ kiếm hơn cá lồng tông, hình như bây giờ cá lồng tông rất là hiếm. Dạ. Số 8. Và sau đây là câu hỏi thứ 2 của vòng 1. Thành viên thứ 2 của hai đội sẵn sàng, xin mời hai bạn. Hai bạn bắt tay nhau nào. Chúc cả hai may mắn. Câu hỏi thứ 2 của vòng 1 cũng được khảo sát 100 người và có 8 câu trả lời của nhiều người đã được chọn làm đáp án. Số điểm của 10 đáp án vẫn chính là số người đồng tình với nó. Các bạn hay sẵn sàng. Bất chợt kể tên những món ăn sáng mà có kèm chả hay giò chả gì. Mời bạn. Dạ, đó là bún bò Huế. Bún bò Huế. Bạn có 12 người đồng tình với mình nhưng mà còn 3 đáp án có số điểm cao hơn, xin mời bạn. Dạ, đó là bánh mì. Bánh mì. Đó là đáp án được nhiều người đồng tình nhất. Mời hai bạn trở về vị trí. Bạn hãy kêu tên một món ăn sáng mà có kèm chả, giò chả hoặc là giò chả gì cho dạ. Chả lụa, chả quế đó. Dạ, dạ. Bún mọc. Bún mọc. Còn gì nữa bạn? Dạ, bánh ướt. Bánh ướt. Bánh ướt mà thiếu chả đâu có được phải không? Đúng rồi. Giò chả này. Bánh ướt. Hay lắm. Món gì nữa bạn? Dạ. Món ăn sáng. Món ăn sáng có kèm các món chả trong đó. Dạ, à, theo chả giò, chả lụa, chả quế, đủ thứ chả. Dạ. Bún chả giò. Bún chả giò. Dạ. Bún chả giò. Hay quá. Có hình ảnh món ăn hết sức là hấp dẫn rồi. Nhắc tới là muốn đi ăn sáng ngay. Bún thịt nướng. Bún thịt nướng. Bún thịt nướng. Một món ăn sáng thường có kèm chả. Dạ. Chả giò, giò chả. Bún than. Bún than. Đối năng động được quyền hội ý. Món gì nữa bạn? Kể hết. Xôi mặn. Xôi mặn. 1, 2, 3, 4, 5 đáp án phổ biến nhất đã được các bạn đưa ra, còn lại một vài món tương đối khó tìm phải không? Xôi mặn. Xin mời đội năng động. Các bạn ăn sáng với món gì? Ăn sáng với gì vậy? Em hay ăn bún bò Huế. Câu hỏi đặt ra là bạn hãy kể một món ăn sáng mà có trong đó nó có kèm món chả, trong chả hay là giò chả, thí dụ như chả lụa, chả quế vân vân, các loại chả. Dạ, đó là bún riêu ạ. Bún riêu bạn? Dạ, canh bún với bún riêu ạ. Bún riêu. Đội trưởng. Cơm tấm. Cơm tấm. Cơm tấm. Cơm tấm. Cơm tấm. Cơm tấm. Cơm tấm có chả trứng đó không? Điểm sẽ thuộc về ai? Cơm tấm. Điểm thuộc về đội Tèo Tèo Tí Tửng, 76 điểm. Có, tôi không phản đối bạn và nhiều người đang ngồi dưới kia cũng đồng ý với bạn. Nhưng mà trong cuộc khảo sát 100 người thì không có món cơm tấm trong đây, thế thôi. Đáp án thứ hai. Sáu. Tám. Đấy là đã rõ tất cả những món ăn phổ biến mà có món chả. Và thưa quý vị và các bạn, kết quả sau vòng thứ nhất, đội Tẻo Tèo Tí Tửng có 76 điểm. Và dẫn trước là năng động 87 điểm. Thưa quý vị và các bạn, trò chơi chung sức của chúng ta bước sang vòng thứ 3. Và sau đây, thành viên thứ 4 của hai đội sẵn sàng, xin mời.
chúc may mắn. Chỉ có một câu hỏi trong vòng này và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người, có 6 đáp án ở trên bảng. Số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng tình với nó trong cuộc khảo sát. Và các bạn biết, đây là vòng thi có số điểm nhân 2. Nếu bạn giành được số điểm này thì mọi chuyện có thể đảo ngược, kết quả có thể đảo ngược. Hy vọng bạn cố gắng lên giành cái số điểm này nhé. Cố gắng. Điểm cao đấy. Có thể là tối đa có thể lên đến 200 điểm. Tối đa có thể như thế nha. Hãy nêu tên một loại trái cây có thể chế biến thành món gỏi phổ biến Việt Nam. Mời bạn. Đang gỏi. Dạ, trái xoài ạ. Trái xoài. Hay lắm. Mời hai bạn trở về vị trí. Bạn thích ăn gỏi không, đội trưởng? Hả? Dạ, gỏi gỏi gì? Bạn thích ăn gỏi gì? Gỏi cá sặc. Gỏi cá sặc. Người ta dùng loại trái cây gì để người ta chế biến gỏi cá sặc? Dạ, trái cóc. Trái cóc. Bạn đừng trả lời là trái cóc chứ hả? Dạ. Bạn chọn trái cóc. Dạ. Một loại trái cây dùng để chế biến món gỏi phổ biến ở Việt Nam là trái cóc. Trái cóc. 25 điểm rồi bạn. Trái cây. Trái xoài, trái cóc rồi trái gì nữa? Trái hào. Trái su hào. Mời bạn. Dạ, đu đủ. Trái đu đủ hoàn toàn hợp lý và rất là hấp dẫn. Đu đủ. Tôi cũng nghĩ là đu đủ được nhiều người đồng ý như thế. Nào mời bạn. Một loại trái cây dùng để chế biến cái món gỏi phổ biến ở Việt Nam đó là trái. Cái dừa có cái gì? Trái gỏi dừa chắc có. Trái dừa. Dạ, trái dừa. Gỏi dừa. Bạn đã từng ăn gỏi dừa chưa? Bạn đã từng ăn gỏi dừa chưa? Không phải là bằng trái dừa mà làm bằng cái cỏ dừa hay là cái mọng dừa. Mọng dừa. Dạ. Bạn có vẻ ít ăn gỏi quá. Ngoài các món gỏi này ra thì các bạn không còn nghĩ tới món nào nữa, thành bạn phải chế biến thêm món mới để đặt tên đó là gỏi dừa. Tèo tèo, cái tưởng tôi quyền hội ý. Còn loại trái cây nào thường được dùng để chế biến cái món gỏi tại Việt Nam, phổ biến tại Việt Nam? Trái thơm. Trái thơm. Dạ. Thơm. Hay. Trái gì? Trái bưởi à? Trái bưởi. Trái bưởi chế biến gỏi gì? À, dạ không biết nữa, món này em mới chế à. Em mới chế à? Không. Bưởi đang là một món gỏi phổ biến tại các nhà hàng, các tiệm ăn đấy. Tôi có ăn nhiều cái món gỏi bưởi. Vậy thì em sẽ cố gắng. Bưởi. Thấy chưa? Một loại trái cây dùng để chế biến các món gỏi phổ biến tại Việt Nam đó là trái. Trái xoài. Trái xoài thì là đúng rồi và bạn mất quyền trả lời. Xin mời đội Tèo Tèo Trí Tưởng. Các bạn đã có đáp án rồi chứ gì? Ý kiến riêng của bạn hồi nãy bạn trao đổi với nhau là gì? Trái gì? Trái gì để chế biến gỏi? Bạn chẳng đưa ra một cái đáp án nào cho đội trưởng à? Bạn trái khế. Dạ, cũng trái khế. Trái khế hả bạn? À, trái khế luôn. Khế. Vậy thì thấy rõ rồi hả? Dạ. Khế. Ý định trái khế đi. Khế rồi, không có ý kiến nào hết. Là trái khế thôi. Dạ. Còn một đáp án trên bảng, đáp án thứ tư. Khó. Trái khế này quan trọng quá đi. Dạ. Phải không? Nếu mà đúng là đáp án thứ tư thì là tuyệt vời. Còn không thì sao? 184 điểm về bên kia. Biết vậy rồi hết bạn. Biết vậy, chấp nhận vậy phải không? Dạ. Đáp án thứ tư có phải là trái khế không? Không phải. Vậy thì sao? 184 điểm thuộc về Năng Động. Đáp án thứ tư. Dưa leo. Hết sức là phổ biến, hết sức là bình thường, hết sức là gần gũi mà lại không nghĩ ra đấy. Có những tình huống như thế, vì vậy cho nên các bạn cũng đừng ngạc nhiên là vì sao có những đáp án mà chúng ta thấy là hết sức là hiển nhiên mà lại không có trên bảng điểm. Khi khảo sát, những người được hỏi thì cũng đã trải qua những cái khoảnh khắc tâm lý giống như các bạn như thế. Thưa quý vị và các bạn, sau vòng thứ 3, Tẻo Tèo Tí Tửng chưa ghi thêm được một điểm nào nữa cả, vẫn còn 76 điểm và dẫn trước là đội Năng Động hiện nay có 351 điểm. We'll be right back.
và các bạn, trò chơi chung sức của chúng ta hôm nay bắt đầu bước vào một vòng rất là quan trọng giữa hai đội. Vòng thứ tư, vòng sẽ quyết định đội nào là đội chiến thắng, đội nào sẽ bước vào vòng đặc biệt. Xin mời hai đội trưởng một lần nữa, xin mời. Mời hai bạn bắt tay nhau, chúc hai bạn may mắn. Ở vòng này chỉ có một câu hỏi mà câu hỏi cũng được phán xét 100 người, có 5 đáp án ở trên bảng, đó là 5 ý kiến của nhiều người. Số điểm của mỗi đáp án vẫn chính là số người đồng tình với nó. Nhưng số điểm sẽ nhân 3. Đến giờ này thì đội Tẻo Tèo Tí Tửng vẫn còn quyền hy vọng. Các bạn vẫn được quyền hy vọng, bởi vì nếu các bạn giành toàn bộ số điểm của vòng này, tình hình sẽ được lật ngược lại, thay đổi một cách ngoan mục, cố gắng độc đáo nha. Còn bạn mà giành được số điểm cho đội bạn, giải thưởng sẽ lớn lắm, lớn lắm. Nào, hai bạn sẵn sàng. Ngoài sữa bò ra, bạn hãy kể tên một loại sữa khác được chế biến từ động vật hoặc thực vật. Mời bạn. Sữa đậu nành đó. Sữa đậu nành, đậu nành. Rất hay, có 36 điểm rồi. Bây giờ mời bạn trả lời làm sao cho được đáp án thứ nhất. Đó là sữa dê. Sữa dê. Hay quá, mời hai bạn trở về vị trí. Ngoài sữa bò ra, không kể sữa bò, còn sữa gì nữa? Loại sữa gì được chế biến từ động vật hoặc thực vật cũng được, chẳng hạn như là sữa đậu nành hay là sữa dê. Đậu xanh. Sữa đậu xanh. Sữa đậu xanh. Hay lắm. Sữa gì nữa bạn? Sữa đậu phộng. Sữa đậu phộng. Rất là hồi hộp, rất là hồi hộp. Nào, sữa gì vậy? Đến vòng này thì đội Tẻo Tèo Tí Tửng có vẻ là hết sức là gặp ngay cái món mà hồi đó giờ em chưa bao giờ em chung lại không biết uống sữa nữa. Bạn không thích uống sữa. Hàng chi gầy quá. Ráo uống sữa cho nó mập lên tí nha. Mất quyền trả lời. Đồ năng động, các bạn hãy tìm cho mình một đáp án. Một loại sữa trừ sữa bò. Dạ. Làm bằng cái gì? Làm bằng động vật hay thực vật cũng được nha. Chế biến từ động vật hay thực vật. Dạ, nói thiệt với anh là đó giờ là thường uống sữa đậu nành, sữa đậu xanh, sữa đậu phộng. Phộng không đúng rồi. Ngoài sữa bò là có thường có sữa dê. Mà giờ không biết còn sữa gì nữa đây. Anh đoán đại. Sữa cừu. Sữa cừu. Dạ. Mọi người đều mong rằng bạn đáp đúng để đồng đội của bạn còn tiếp tục trả lời. Sữa cừu. Hết biết sữa gì vậy? Mời đội năng động. Có đáp án chưa đội trưởng? Hên xui à. Hên xui, cũng chưa tự tin lắm phải không? Sữa gì bạn? Một loại sữa trừ sữa bò ra, trừ sữa dê, đậu nành, sữa đậu xanh. Còn sữa gì nữa? Sữa dạ, mà được chế biến từ động vật hay thực vật? Dạ em nghĩ là sữa bắp à. Sữa bắp. Còn bạn đã nói sữa gì? Trong lúc trao đổi với nhau bạn nói sữa gì? Dạ em cũng nghĩ là sữa bắp. Sữa bắp bạn? Dạ, em nghĩ còn có sữa bắp. Chỉ có một loại sữa bắp thôi. Nè. Dạ sữa bắp. Sữa bắp. Quyết định là sữa bắp. Chỉ có một ý kiến sữa bắp. Bốn ý kiến trụm vào nhau và một đáp án duy nhất đó là... Này đội Tẻo Tèo Tí Tửng, bạn nghĩ sao về đáp án sữa bắp? 90%. 90% là đúng dạ. Hả? Ừ. 285 điểm thuộc về ai? Sữa bắp. Thuộc về Tẻo Tèo Tí Tửng. Thật ra các bạn cũng chẳng còn chẳng có cái gì để tiếc phải không? Bởi vì chỉ có một đáp án, các bạn đã cố gắng hết sức rồi, không tìm ra một đáp án nào cho trùng hợp như thế. Thì chúng ta xem nhé. Dạ. Hay là muốn nói lại một lần nữa? Em không nghĩ ra. Không nghĩ ra luôn. Mày có nghĩ sữa ra? Dòi à? Sữa dòi. Sữa dòi. Chỉ còn cái nước sữa dòi đó thôi không? Đáp án thứ ba. Cũng là sữa. Cũng là sữa. Bốn. Sữa trâu. Sữa trâu nhưng mà sữa dòi.
Thưa quý vị và các bạn, một sự đảo ngược tình thế ngoạn mục đã diễn ra. Tèo tèo, Tí Tưởng là đội chiến thắng với 361 điểm sau 4 lần thi đấu. Chúc mừng các bạn. Chào các bạn. Các bạn rất là hay, các bạn rất là may, nhưng mà đến phút cuối thì các bạn không may nữa. Thế là các bạn đã bị lật ngược tình thế trong một cái khoảnh khắc rất là quyết liệt như thế này, ha, giờ giờ cuối. Nhưng mà các bạn đã có một giải thưởng rất lớn, đó là 351 điểm, trị giá 3.510.000 đồng. Cảm ơn các bạn đã tham gia trò chơi. Mời các bạn nhận phần quà của nhà tài trợ Vinamilk. Chào các bạn. Chào các bạn, rất là hay, rất là may mắn nha, rất là may mắn. Vượt chót các bạn đã có một chiến thắng rất là ngoạn mục. Và các bạn đang có giải thưởng 3.610.000 đồng. Ngoài ra một giải thưởng đang chờ các bạn nữa ở vòng đặc biệt, đó là 10.000.000 đồng nữa. Các bạn cố gắng giành lấy nó nhé. Bây giờ xin mời các bạn nhận phần quà của nhà tài trợ Vinamilk. Thưa quý vị và các bạn, đây là vòng đặc biệt của trò chơi chung sức hôm nay với hai thành viên của đội Tèo Tèo Tí Tưởng. Xin mời hai bạn. Chào hai bạn. Hai bạn sẵn sàng giành lấy một giải thưởng 10 triệu đồng nữa nhé. Dạ. Điều kiện là trả lời 5 câu hỏi, tổng số điểm đạt được 200 điểm. Đơn giản đấy thôi. Ai trả lời trước nào? Dạ, em Mộng Trang. Mời bạn vào trong chờ đợi. Dạ. Bạn có tất cả là 20 giây để trả lời 5 câu hỏi của vòng đặc biệt. Và hãy cố gắng tận dụng cho tốt nha. Thời gian 20 giây sẽ trôi qua rất là nhanh. Vì vậy, câu hỏi nào bạn cảm thấy lúng túng, chưa tìm ra một đáp án nhanh, bạn cứ mạnh dạn nói cho qua. Tôi sẽ tự động đọc lại khi thời gian còn cho phép. Được rồi chứ. Đồng đội của bạn đang chờ bên trong sẽ không nghe được những gì ngoài đây. Đấy là luật của trò chơi hôm nay. Bây giờ bạn sẵn sàng? Yeah. Tập trung trả lời nhanh nhé. 20 giây dành cho bạn chỉ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc xong câu hỏi thứ nhất. Vì vậy tôi sẽ tạo điều kiện cho bạn trả lời tốt câu thứ nhất bằng cách là tôi đọc chậm chậm. Đến khi tôi đọc hết câu hỏi thứ nhất, thời gian mới bắt đầu tính nhé. Cố gắng trả lời cho tốt câu thứ nhất, rồi sau đó là đi nhanh các câu sau. Theo bạn, căn bệnh nào đang được loài người hết sức quan tâm vì tác hại của nó? Dạ, bệnh S. Cho biết tên một loại bệnh lý về mắt. Loãng thị. Bạn thường làm gì để bảo vệ đôi mắt của mình? Nhỏ mắt. Để không say xe bạn nên làm gì? Uống thuốc chống say. Khi bị bệnh, ngoài việc đến bác sĩ, bạn cần phải làm gì để mau bớt bệnh? Uống thuốc. Bạn đã trả lời xong 5 câu hỏi và bây giờ chúng ta quay lại để xem bạn ghi được bao nhiêu điểm. Từng câu trả lời của bạn và số điểm của nó sẽ hiện ra sau đây. Câu thứ nhất, theo bạn, căn bệnh nào đang được loài người hết sức quan tâm vì tác hại của nó? Bạn đã trả lời là AIDS. Bạn nghĩ rằng bao nhiêu điểm? 60. Câu trả lời của bạn tôi cho rằng rất là hay. Bởi vì quả thật đây là một căn bệnh đang được loài người đặc biệt quan tâm. Và chúng ta biết bao nhiêu người nghĩ như bạn, khảo sát 45 người. Câu thứ hai, cho biết tên một loại bệnh lý về mắt thì bạn đã trả lời là loãng thị. Khảo sát 8 người nghĩ giống như bạn. Câu thứ ba, bạn thường làm gì để bảo vệ đôi mắt của mình? Bạn đã nói là nhỏ mắt, thuốc nhỏ mắt. Bạn nghĩ rằng bao nhiêu điểm? 45 điểm đi. 45 điểm nữa. Phải 45 không? 19 điểm thôi. 19 cũng là cao rồi. Câu thứ tư, để không say xe bạn nên làm gì? Thì bạn đã trả lời là uống thuốc chống say xe. Và trả lời cũng rất là nhanh. Khảo sát 32 điểm. Tuyệt vời, bạn đã có hơn một nửa số điểm bây giờ chiến thắng. Hiện giờ bạn đã có 104 điểm rồi. Các bạn thấy sao? Thấy đồng đội mình hay không? Hay. Câu thứ năm, khi bị bệnh, ngoài việc đến bác sĩ, bạn cần phải làm gì để mau bớt bệnh? Thì bạn trả lời là uống thuốc. Uống thuốc để mau bớt bệnh. Trả lời hay không? Rồi các bạn xem điểm này nhé. Điểm
31 điểm. 135 điểm là một cái điểm khá cao. Và phần còn lại của đồng đội của bạn là tương đối quá dễ dàng. 65 điểm cho 5 câu trả lời của đồng đội của bạn. Bạn hoàn toàn có quyền hy vọng và mời bạn về chỗ để hy vọng tiếp. Xin mời thành viên thứ hai. Dạ, nhạc tiếng Anh mà bài gì cũng không rõ tại vì rung. Không giống cái bài Tẻo Tèo Tí Tửng của bạn. Dạ không, ngoài đây thấy các vị khán giả lúc vỗ tay cười tươi, lúc vỗ tay và mặt không tươi mà không biết số điểm nhiều. Dạ anh. Ngoài đây nghe vỗ tay rất là lớn, nhưng mà nghe cái gì ngoài đây, nghe bạn đồng đội của mình trả lời không? Em nghe được thì bây giờ là em cười rồi chứ em không phải em không nghe. Nghĩa là không nghe được cái gì, thì tốt. Tưởng là bạn nghe được thì rất là gây go, bởi vì theo luật là bạn không được nghe những câu trả lời của đồng đội của bạn ở ngoài này, và bạn phải trả lời lại 5 câu hỏi của đồng đội của mình đã trả lời với thời gian là 25 giây. Bạn được tặng thêm 5 giây vì một phần việc khó hơn, đó là bạn không được đáp trùng ý với đồng đội của mình trong bất kỳ câu hỏi nào. Khi bạn trả lời trùng ý một đáp án nào đó thì bạn sẽ bị nhắc nhở bởi tín hiệu đó. Đó là tín hiệu nhắc nhở rằng đáp án của bạn không được chấp nhận, bạn phải thay nhanh một đáp án khác, hoặc là bạn nói bỏ qua, tôi sẽ tự động đọc lại câu đó khi thời gian còn cho phép. Bạn rõ rồi chứ? Dạ rõ. Thời gian 25 giây dành cho bạn là chỉ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc xong câu hỏi thứ nhất. Vì vậy để tạo điều kiện cho bạn trả lời tốt câu thứ nhất, tôi đọc chậm chậm thôi. Đến khi tôi đọc dứt câu thứ nhất thì thời gian mới bắt đầu được đếm. Bạn rõ rồi chứ? Sau đó chúng ta sẽ trả lời nhanh, nói nhanh nha. Theo bạn, căn bệnh nào đang được loài người đang hết sức quan tâm vì tác hại của nó? Cúm da cầm H5N1. Cho biết tên một loại bệnh lý về mắt. Đau mắt hột. Bạn thường làm gì để bảo vệ đôi mắt của mình? Đeo kính. Để không say xe bạn nên làm gì? Uống thuốc. Cố gắng tập trung tinh thần vào một việc gì khác. Khi bị bệnh, ngoài việc đến bác sĩ, bạn cần phải làm gì để mau bớt bệnh? Tự cố gắng bảo vệ sức khỏe và hỏi người thân. Hay lắm, thường thường người ta bối rối và căng thẳng thì người ta trả lời rất là chậm, còn bạn thì càng bối rối, càng căng thẳng, bạn trả lời quá nhanh. Càng nhanh nhưng mà trúng hay không chưa biết. Và bây giờ chúng ta quay lại xem xem kết quả như thế nào. Bạn thấy chưa? Bạn thấy gì trên bảng? 135 điểm đã được ghi, phần còn lại quá nhẹ nhàng đối với bạn, đúng không? Chúng ta xem chiến thắng có thuộc về bạn hay không? Dạ. Câu thứ nhất. Theo bạn, các bệnh nào đang được loài người hết sức quan tâm vì tác hại của nó? Bạn đã trả lời là... Cúm da cầm. Cúm da cầm H5N1. Dạ. Rất là được quan tâm trên thế giới. Và chúng ta biết bao nhiêu người đồng ý với bạn? 13 người. Chúc mừng bạn. Và đặc biệt là chúc mừng đồng đội bạn, bởi vì AIDS là căn bệnh được nhiều người quan tâm nhất. Dạ. Được số điểm cao nhất. Câu thứ hai, cho biết một loại bệnh lý về mắt thì bạn trả lời là đau mắt hột. Một loại bệnh lý về mắt, đau mắt hột. Đây là một cái loại bệnh lý rất là nguy hiểm. 23 điểm, tuyệt vời. Tuy nhiên chưa phải là số điểm cao nhất đâu. Số điểm cao nhất là gì bạn biết không? Là đáp án cận thị với 37 người đồng tình. Tuy nhiên 23 điểm cũng là cao lắm rồi, bạn còn 29 điểm cho 3 câu hỏi. 3 câu hỏi. 3 câu trả lời nữa, điều đó hoàn toàn tràn trề hy vọng. Câu thứ 3. Câu thứ 3. Bạn thường làm gì để bảo vệ đôi mắt của mình thì bạn đã trả lời là đeo kính. Đeo kính để chống bụi, chống gió, chống nắng, bảo vệ mắt rất tốt. Đồng đội của bạn thì trả lời là nhỏ mắt. Nhỏ mắt thì cũng tốt nhưng mà nó thụ động hơn, đeo kính là chủ động để bảo vệ, phải không? Dạ. Nhỏ mắt là đau quá. Mấy điểm? 30 đi. Hả? 30 đi. 30? Dạ. Đâu cần tới 30, 29 là đủ rồi. Thì trừ hao điểm. Rủi 28 thì sao? Cũng được chứ đâu có sao, phải không? Dạ. Chứ 28 thì còn một câu nữa, phải không? Dạ. Và chúng ta xem, các bạn nghĩ là đồng đội của mình trả lời câu này bao nhiêu điểm? 30. 30 à. Cố gắng. Chúng ta xem với đáp án đeo kính thì bao nhiêu điểm? Điểm 20 điểm. Tuyệt vời. 10 triệu đồng đã thuộc về các bạn với chiến thắng
ảo vòng đặc biệt của đội Tẻo Tèo Chí Tấn, trò chơi chung sức của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây phối hợp thực hiện lần này xin được phép kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Cảm ơn và tài trợ Vinamilk đã cùng chung sức với chúng tôi. Hẹn gặp lại 8:30 tuần sau. Những người bạn chẳng cùng quê hương, những tôi chung lòng mang đến người muôn nụ cười, cùng chung tay xóa hết nỗi buồn đầy người hết thôi nó theo thời tương tư chung sức mang đến niềm vui. Tôi đây là tí vui tươi thật thà dễ thương, anh kia là Tèo khó tính nhưng rất hiền lành, còn đây chị Tèo hay buồn người hay giận du dơ, kia là chị Tấn ít nói làm điệu suốt ngày ha. Thần Việt Nam hòa cùng thế giới. Number One hân hạnh mang đến chương trình này.